Hoa hậu Thùy Tiên lập kỷ lục mới dù hết nhiệm kỳ, vượt mặt Trấn Thành và Sơn Tùng M-TP. Thành tích mới nhất của Hoa hậu Thùy Tiên khi hoạt động trên mạng xã hội khiến fan hâm mộ vô cùng tự hào. Sau hơn một năm đăng quang, người đẹp đã gặt hái những thành công cho riêng mình. Mới đây, người hâm mộ nhan sắc Việt đã gửi lời chúc mừng đến Hoa hậu Thùy Tiên sau khi cô chính thức xác lập thành tích mới. Cụ thể, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, hashtag tên của nàng hậu đã chính thức đạt 6,6 tỷ lượt xem. Đây là một con số kỷ lục khi nhiều ngôi sao đình đám tại Vbiz vẫn chưa có được thành tích này. Ngoài ra, khán giả còn thống kê một số tên tuổi khác cũng có hoạt động chăm chỉ trên TikTok với lượt xem vượt tỷ view. Minh chứng như hashtag Trấn Thành chỉ kém Thùy Tiên một khoảng cách nhỏ, anh đạt 6,5 tỷ lượt xem. Trong khi nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP sở hữu hashtag tên mình với 5,9 tỷ view. Một số ngôi sao khác như Ninh Dương Lan Ngọc với 4,5 tỷ view, Hoà Minzy đạt 2,6 tỷ lượt xem và nam rapper Hiếu Thứ 2 với 1,6 tỷ lượt xem. Những cái tên vừa liệt kê phía trên đều là ngôi sao Vbiz sở hữu thành tích lượt xem ấn tượng với hashtag gắn tên mình trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Quay trở lại với kỷ lục mới của Hoa hậu Thùy Tiên, các fan hâm mộ đã chia vui với cô mặc dù người đẹp đã kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm Hoa hậu tại Miss Grand International 2021. Thế nhưng sức hút của Thùy Tiên là điều không thể chối bỏ được. Mặc dù không còn là Hoa hậu đương nhiệm ở đấu trường nhan sắc quốc tế, nhưng Thùy Tiên vẫn chăm chỉ xuất hiện trong các dự án nghệ thuật mới và là ngôi sao đại diện của nhiều thương hiệu hàng đầu. Bên dưới bài viết, cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi sự nỗ lực của Thùy Tiên suốt thời gian qua, như hết nhiệm kỳ mà vẫn còn hot như vậy là hiểu sự quan trọng thế nào rồi. Thật ra mình nghĩ chắc do những người kia ít chơi TikTok nên hashtag chưa cao bằng Thùy Tiên thôi. Dù sao thì cũng chúc mừng Tiên nhé. Mấy nội dung trên TikTok của Thùy Tiên hài dã man, xem hoài không chán, đỉnh thật sự, mà phải công nhận Tiên chăm chơi TikTok hơn mấy người kia. Thùy Tiên tên thật là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sinh năm 1998, là một trong những người mẫu đại diện nhan sắc nổi tiếng tại Việt Nam. Năm 2021, Thùy Tiên tham gia thi đấu tại Miss Trend International và xuất sắc trở thành người nhận vương miện. Sau khi về nước, sự nghiệp của Thùy Tiên thăng hoa với lịch trình dày đặc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bên cạnh công việc nghệ thuật, Thùy Tiên còn có nhiều dự án thiện nguyện ý nghĩa ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Đặc biệt, cô đã có chuyến đi đến Angola, Nam Phi để khánh thành giếng nước sạch do cô và team của Quang Linh Vlog xây dựng. Sau chuyến đi này, Thùy Tiên được mọi người gán ghép chuyện tình cảm với nam YouTuber xứ nghệ, nhưng người đẹp chia sẻ cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Tháng 10 năm 2022, Thùy Tiên đã có màn Final Work tại chung kết Miss Grand International 2022 và chính thức kết thúc một năm nhiệm kỳ của mình. Bài chia sẻ của Thùy Tiên khiến khán giả không khỏi xúc động. Sau khi về nước, Thùy Tiên vướng vào vụ kiện tụng ồn ào với Đặng Thùy Trang và kéo dài đến hiện tại vẫn chưa rõ kết luận cuối cùng.